Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Nóng, ngã ngũ thương vụ MU liên hệ Zidane. M u quyết chiêu mộ tiền đạo số 1 nước Anh. Chỉ năm cầu thủ MU đảm bảo được xuất ra chính mùa tới và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ngã ngũ thương vụ Zidane tới MU. Trao đổi với những tin đồn liên quan đến huấn luyện viên Zinedine Zidane, Fabrizio Romano khẳng định hiện không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Manchester United và kỳ thuyền trưởng của Real Madrid. Ký giả người ý cho biết Chúng ta biết sẽ có nhiều sự thay đổi về mặt huấn luyện viên trong mùa hè này vì sẽ có nhiều cơ hội được mở ra với Niver, Barcelona, Bayern Munich nhưng có vẻ như chúng ta đang được thấy những tin đồn về một số câu lạc bộ khác. Tôi biết có nhiều báo cáo hơn về tương lai của Erik ten Hag tại Manchester United. Trong khi đó, Zinedine Zidane là cái tên mới nhất được nhắc đến như một ứng cử viên cho vị trí đó. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng cho đến nay không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Zidane và Manchester United hiện tại vẫn chưa có gì cụ thể. Nhìn chung, hãy chờ xem tập đoàn Ineo sẽ quyết định làm gì trong tháng tới sau những cuộc thảo luận ban đầu tích cực với Ten nhưng Zidane hiện tại không đàm phán với Ban Man United. MU quyết chiêu mộ tiền đạo số 1 nước Anh. Theo nhà báo Dean Jones, Manchester United sẽ làm mọi thứ để ký hợp đồng với tiền đạo Hurricane của Bayern Munich vào mùa hè nếu những tin đồn về việc anh không ổn định ở Đức được chứng minh là đúng. Trở lại với Kane, dù đang là chân sút hay nhất châu Âu với thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng chiếc giày vàng với hơn 30 bàn, nhưng anh được cho không hài lòng với những gì đang diễn ra tại Bayern đặc biệt là việc câu lạc bộ đang đối mặt với nguy cơ trắng tay trong mùa giải này. Đối mặt với tình trạng bất ổn tại Munich, Kên được cho muốn quay trở lại Anh, nơi anh đã ghi 278 bàn sau 430 trận cho Tottenham. Do vậy, chưa rõ liệu Chelsea hay MU có quan tâm đến thương vụ này khi mà kiểm soát Tottenham năm nay đã 30 tuổi và được PM định giá không dưới 100 triệu bảng. Ngoài ra, đồng sở hữu mới của Manchester United là Sir Jim Zakenip đã chấp thuận là đề nghị trị giá hơn 100 triệu bảng cho tiền vệ 19 tuổi của Benfica là John Evans. Chỉ năm cầu thủ mẫu đảm bảo xuất ra chính mùa tới, với 10 trận đấu còn lại ở ngoại Anh, cuộc đua vào top 4 đang nằm ngoài tầm tay MU, nhưng dù kỳ đó đã kết thúc ở vị trí nào trong mùa giải này nữa thì họ sẽ hứa hẹn có nhiều thay đổi khác ở mùa hè năm 2024. Theo báo cáo của Manchester Evening News vào tháng trước, đội chủ sân Old trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên của Sir Jim Ratcliffe đang lên kế hoạch bán đi hàng loạt, đồng thời sẽ có những cầu thủ chất lượng được đưa về để lấp đầy những khoảng trống. Man United cần thực hiện những thay đổi nơi đội hình về chiều sâu lẫn chất lượng. Họ cũng đã lập một danh sách các vị trí cần củng cố từ tháng 9. Trong danh sách ban đầu đó, đội bóng 20 lần vô địch nước Anh tập trung tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Khi mùa giải này đang trôi về giai đoạn cuối sẽ không phải là không thực tế khi cho rằng một hậu vệ trái mới cũng có thể được nằm trong tầm ngắm của quỷ đỏ. Diogo Danos đã giành được suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong vài tháng qua, nhưng sự quan tâm của MU đối với Jeremy Fimbon từ Bayern Leverkusen cho thấy họ vẫn muốn cùng có vị trí đó. Nhìn tổng thể hàng phòng ngự, chỉ có Nicolò Martinez được đảm bảo suất đá chính trong đội hình mạnh nhất của Ten Hag ở vị trí trung vệ này trái vị chiến lược gia người Hà Lan phải sử dụng rất nhiều cặp trung vệ khác nhau trong mùa giải này và vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của Rafael Varane hay Neymar Maguire dù đã tiến bộ nhưng vẫn có thể bị bán. Victor Lindelof cũng vậy. Đến hàng tiền vệ mà Úc cần tìm người kế thừa lâu dài cho Casemiro, Kobe Mano đã tự khẳng định mình là cầu thủ không thể thay thế trong khi Bruno Fernandes vẫn đang được tin tưởng ở vị trí số 10 cùng với vai trò đội trưởng. Nơi hàng công, Dortmund Honun là sự lựa chọn hiện tại lẫn tương lai, ngôi sao người Đan Mạch đã gây ấn tượng mạnh mẽ và dĩ nhiên sẽ là đầu tàu của Man United trong thời gian tới ở hai cánh mọi thứ tại Oxford vẫn rất bất ổn. Cánh phải là một vấn đề tồn tại mà Man United chưa giải quyết được dù đã chi đậm cho Jadon Sancho vào năm 2021 hay Antony vào năm 2023. Garnacho là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng anh không thể đảm bảo một suất đá chính hàng tuần ở tuổi 19. Mặt cơ đất phớt có phong độ phập phù trong mùa giải này, ngôi sao người Anh không phải là cầu thủ không thể đụng đến nữa và cũng chưa chắc được giữ vào mùa hè trước sự săn đón của PSG. Như vậy, ngoài thủ môn Andre Onana, các cầu thủ Martinez, Maino, Bruno Fernandes hay Hoynun sẽ được giữ ở vị trí trong đội hình xuất phát, phần còn lại của Man United không có gì là chắc chắn cả. Chuyển nhượng MU, Ten Hag ở lại, Ahmad Diallo rời đi, Nguyen Khúc không về. Theo nguồn tin từ nhà báo thân với MU, ông chủ Sir Jim Ratcliffe mới đây đã thông báo với huấn luyện viên Erik Ten Hag về cuộc họp riêng giữa huấn luyện viên và hội đồng chủ tịch của câu lạc bộ trong tuần tới. Cuộc họp sẽ xoay quanh các vấn đề trong mùa giải mới, chủ yếu về kế hoạch mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng trong mùa bóng 2024-2025. Điều này đồng nghĩa với việc Erik Ten Hag sẽ tiếp tục giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của MU ít nhất là sang mùa giải mới, trước khi có một quyết định nào khác được đưa ra. Bên cạnh đó, những cập nhật mới của sao trẻ 21 tuổi Amad Diallo khiến nhiều người hâm mộ hết sức bất ngờ khi tiền đạo này đã xóa so sạch mọi thông tin liên quan đến MU trên trang cá nhân ở tất cả các nền tảng trong mạng xã hội mà anh tham gia. Đáng chú ý, dòng caption giới thiệu đầy ẩn ý với ý nghĩa tất cả hãy dừng lại được giải thích rằng câu chuyện tương lai giữa MU và Amadiano hiện tại đã chấm dứt. Ngoài ra, theo báo cáo từ Tây Ban Nha, Mason Greenwood đã quyết định sẽ không quay trở lại MU trong tương lai, bất chấp việc Sir Jim Ratcliffe đã gợi ý rằng anh hoàn toàn có thể trở lại. Theo người đại diện của Greenwood, tiền đạo này đã quyết định ở lại Tây Ban Nha để phát triển sự nghiệp khi mà sự quan tâm từ Barca và Real đang là rất lớn. Sancho không muốn trở lại MU. Cuối tuần qua, gia đình Sancho đã ghi bàn giúp Dortmund đánh bại Werder Bremen với tỷ số 2-1 tại Bundesliga. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Anh sau khi gia nhập Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Phải mất tới 9 trận đấu Sancho mới có thể mở tài khoản bàn thắng. Trước đó dấu ấn tiền vệ số 10 tạo ra chỉ vọn vẹn có một pha kiến tạo. Hiện tại Sancho đang thi đấu cho Dortmund với bản hợp đồng cho mượn từ MU có thời hạn đến cuối mùa giải. Theo tờ Bill, cầu thủ sinh năm 2000 đang hạnh phúc ở Dortmund và không muốn trở lại MU. Trong điều khoản cho mượn giữa Dortmund và MU không có điều khoản mua đứt, do đó tương lai của Sancho phụ thuộc vào chính bản thân anh. Ban anh đạo Dortmund nhiều lần đã lên tiếng khẳng định việc có đàm phán mua đất Sancho hay không dựa vào màn trình diễn của cầu thủ 25 tuổi trong nửa sau của mùa giải. Do đó, Sancho sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải để chứng minh rằng mình là sự bổ sung cần thiết cho đội bóng áo vàng đen. Trước đó, Sancho đã xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn với Erik ten Hag tại MU. Anh từ chối xin lỗi nhà cầm quân người Hà Lan và không được sinh hoạt cùng đội một để rồi phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Đội hình trong mơ của MU mùa tới với Kane, Onise và Brangget. Kể từ khi Sergei Tarkanip chính thức cập bến ở Trafford, vị tỷ phú này có tham vọng đưa MU trở lại với vinh quang khi xưa. Ông có một chiến lược dài hạn và cam kết đầu tư một khoản tiền rất lớn vào câu lạc bộ. Trước mắt, MU sẽ nhận được khoảng 300 triệu bảng để nâng cấp Old Trafford và dĩ nhiên khi mùa hè tới, nửa đỏ thành Manchester sẽ mạnh tay mua sắm. Hiện tại có rất nhiều cầu thủ tài năng đang nằm trong tầm ngắm của người đỏ, bao gồm Harry Kane, Michael Onise và Zaza Brownwood. Theo tờ Football Transfer đưa tin độc quyền rằng Onise và Brownwood đã được tập đoàn Inno của Tarkanip chấm là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên trong khi MU vẫn rất quan tâm đến Hurricane bất chấp phong độ đi lên của Damut Hoynun. Nhà báo Dinzo của Give đã xác nhận rằng MU sẽ thúc đẩy việc ký hợp đồng với Hurricane vào mùa hè nếu tiền đạo này muốn trở lại anh chơi bóng. Cựu tiền đạo của Tottenham đã có 36 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 34 trận cho Bayern em kể từ khi chuyển đến Adrian Arena vào mùa hè năm ngoái, nhưng họ kém Bayern Leverkusen tới 10 điểm trong cuộc đua giành danh hiệu Bundesliga. Với tình hình đó, hôm sáng chỉ còn biết dồn sức vào C1 và hướng đến một danh hiệu lớn ở mùa giải này. Thực tế, hậu trường của hùm xám trong những ngày qua cũng không mấy yên ả, đó cũng sẽ là một lý do có thể tác động đến ý định rời đi của Harry Trong khi đó, Michael Donizé từ lâu đã được xây dựng danh tiếng tại Cristiano Banet, anh cùng với Maguire là hai nhân tố mà Dinzo đánh giá sẽ khá phù hợp với MU. Onise chính là vị trí tiền đạo cánh phải, trong khi Bruno Fernandes sẽ tiếp tục chơi như một hộ công phía sau trung phong. Và dĩ nhiên, khi nhìn vào hàng thủ của MU hiện tại, Sir Jim hiểu rằng ông phải đầu tư thêm nếu mơ mộng chinh phục nước Anh. Bronwet có thể trở thành người thay thế cho Rafael Varane khi cựu trung vệ của Real Madrid không còn giữ vững được phong độ đỉnh cao. Việc MU chia tay Varane chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và dính chứng thương vặt ngày càng nhiều. Một lời mời từ giải bóng đá Ả Rập có thể khiến ba bên đều vui vẻ trong mùa hè tới. Trong khi đó, Bronwet là hòn đá tảng của Everton với 2,6 lần tranh chấp thắng mỗi trận. Ở tuổi 21, anh rất phù hợp với chiến lược trẻ hóa đội hình từ Sir Jim người từng chỉ trích việc MU chiêu mộ Casemiro trong quá khứ. Như vậy, người ta có thể hình dung MU sẽ chơi với sơ đồ 4231 ở mùa giải tới. Thủ thành của họ vẫn là Andre Onana, bộ tứ vệ bao gồm Diogo Dalot, Nicolò Martinez, Zara Bronwet và Luxor. Ở giữa sân sẽ là Cobimeno đã cặp với Fanky Đài Rong hoặc một tân binh nào đó. Onise sẽ đá thay vị trí của Anthony, Bruno Fernandes cho họ công cho Harry Kane và Marcus Radford sẽ được trả về cánh trái quen thuộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!